Hello, xin chào tất cả anh em. Tiếp tục giới thiệu đến anh em một chiếc đài rất là khủng nữa đến từ thương hiệu của Soli. Đây là chiếc đài CD cassette radio với tên mã là Soli CFD700, một trong những cái dòng máy rất là khủng của hãng. Anh em có thể thấy là gì nhỉ? CFD700 này thì nó có cấu tạo gồm có hai loa toàn giải nằm ở phía trước và có một súp nằm ở phía sau. Chính vì vậy nó cho một cái chất âm rất là tách bạch giữa bát chét. Tiếng chét của nó nghe rất là hay, tí tách. Và anh em để ý này, cái màng loa, cái chóp của nó là chóp nhôm, kiểu chóp đạn. Nên là cái tiếng của nó cho ra rất là chi tiết, rất là tốt. Anh em nào mà nghe lưu diêu thì cực kỳ hay. Con này thì nó sẽ chơi CD nằm ở trên này. Đó, anh em có thể thấy. Và hàng về thì nó còn thùng xốp nha anh em. À, con này nó còn thùng của nó còn rất là đẹp, nhưng mà cái xốp ở bên trong thì nó không còn. Đó, phải nói rõ cho anh em như vậy. Tất cả như là khiển zin này, rồi là dây nguồn zin thì nó đều đầy đủ hết. Anh em có thể thấy độ mới của nó rất là cao, tại vì nó còn giữ được thùng, nên là anh em có thể thấy là hàng còn rất là đẹp. Trên này thì anh em có thể thấy nó sẽ gồm có một cái loop volume này, equalizer nằm ở đây. Đó. Rồi là ở đây thì nó sẽ có cái nút nguồn. Bên này là tất cả những cái tính năng là CD, line in, radio, tape. Đó. Bên này thì là FM radio và cái dò sóng ở đây. Khi mà anh em chơi thì ở đây nó có nút nguồn, anh em có thể tắt nguồn. Con này thì nó sử dụng nguồn điện là 100V và mở lên thì anh em chỉ cần nhấn nút nguồn lên. Đó. Rút nguồn lên và anh em sẽ chọn chức năng ví dụ như là CD, anh em gạt lên cái phần CD. Khi anh em gạt lên phần CD rồi, trong này có đĩa thì bắt đầu mắt nó sẽ đọc. Đây anh em có thể thấy mắt của nó sẽ đọc và chúng ta sẽ nhấn chơi. Đó. Lấy bài thì chúng ta lấy ở đây, anh em có thể thấy, hoặc là chúng ta sử dụng cái remote này. Đó. Chất âm nó cực kỳ hay. Anh em nó chỉnh ở đây nhé. Quay đi giờ. Đã lâu rồi đôi đứa. Con này nghe nhỏ, nghe tí tách này. Duyên xưa còn hãy mất. Mãi trường ơi, em tôi còn học nữa. Mắt đọc của nó còn rất là tốt nha anh em. Sẽ chuyển qua cassette thì anh em sẽ gạt xuống cái nút dưới cùng. Đó, ở đây thì đã có băng sẵn rồi, đấy, anh em có thể thấy băng và chúng ta chơi thôi. Tiếng rất là hay, chơi reverb. Giờ tiền phương bước chuyện
bây giờ là bên này. Radio thì anh em sẽ chuyển qua chế độ radio. Năm của giải tư, mời năm em ra quay số. Con này thì radio FM của nó là FM 90. Hoặc là anh em chơi line in thì anh em có thể chuyển qua cái chế độ line in ở trên này, và chúng ta sẽ cắm cái jack 3.5 phía sau để chúng ta nghe. Rồi, cảm ơn tất cả anh em. Anh em nào mà yêu thích một chiếc đài Soli CFD huyền thoại thì có thể liên hệ với em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.